Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 33 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, sáng nay đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tham dự lễ viếng có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các nguyên lãnh đạo tỉnh, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm thành kính dâng hương và đặt vòng hoa tưởng nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã không tiếc máu xương chiến đấu anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh văn minh. Sau lễ viếng, lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã thắp hương tại mộ phần các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.